Anh ơi, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì? Chuyện là như mọi hôm em lấy cám zombie cho mấy bé Orlando ăn, tự nhiên thấy thiếu thiếu. Em đếm tới đếm lui, đếm từ bên này qua bên kia mà vẫn thấy thiếu hai bé. Anh coi xử lý giúp em với. Ê, mỗi ngày bể lọc, để coi có con nào lọt ở đây không. Ừ, không có. Vậy thì mua mấy ngốc ngẹt để coi. Còn cũng không luôn. Trong này, không có. Vậy thì rốt cuộc mấy cái này nó trốn ở đâu ta? Hey, phải tìm cho ra được. Đâu, ở đây có không? Không có luôn. Vậy thì chỉ còn mỗi cái này thôi. Hai con nằm một nhỏ luôn. Nhỏ này là cái hút đáy của hồ. Thì cái lực hút đó cũng hơi là lớn. Mấy bé bị kẹt ở đây không có thoát ra được. Nên đăng xuất luôn. Anh em chơi cá, mọi người có cách nào khắc phục được cái chỗ này không? Chỉ như mình mới. Như hai bé ôi làm là tiếc quá.